vụ án mà ông Trump đang phải đối mặt bị mô tả như một vụ án zombie khi nó được một công tố viên hồi sinh từ dưới mộ để truy tố cựu Tổng thống Mỹ này. Donald Trump sẽ phải xuất hiện tại tòa án hình sự ở Manhattan, New York, từ ngày 15 tháng 4 để đối mặt với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm ngăn chặn thông tin nhạy cảm từ sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Cựu Tổng thống Mỹ này trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước này bị truy tố vào cuối tháng 3 năm 2023. Công tố viên quận Manhattan, Alvin Bragg, đã công bố cáo trạng với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm vào Trump. Cựu tỷ phú 77 tuổi này sẽ là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với phiên tòa hình sự. Công tố viên đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với nỗ lực liên tục đình chỉ và khôi phục điều tra, được mô tả là vụ án zombie. Điều tra bắt đầu vào tháng 4 năm 2018 khi các giới chức liên bang Mỹ bắt đầu điều tra luật sư của ông Trump, Michael Cohen, về việc chuyển khoản 420.000 đô la và ghi nhận là chi phí pháp lý, trong đó có 130.000 đô la được ứng trước theo thỏa thuận để chi tiền bình miệng cho Stormy Daniels. Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, một diễn viên người lớn nổi tiếng, tuyên bố đã có mối quan hệ với Trump vào năm 2006. Cô cho biết họ gặp nhau vào mùa hè của năm đó, khi Trump vừa có con trai thứ năm với vợ thứ ba Melania. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận mọi quan hệ và cáo buộc Daniels tống tiền. Cuối cùng, sau một loạt cuộc điều tra kéo dài, Brett quyết định truy tố ông Trump với các tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh. Cuộc điều tra này đã gặp nhiều khó khăn và trở thành một trong những vụ án phức tạp nhất liên quan đến một cựu tổng thống Mỹ. Dù vụ án này khiến ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên của Mỹ bị truy tố, nhưng việc đưa ra bản án cuối cùng có thể gặp nhiều khó khăn. Các luật sư của ông Trump đã gửi đơn yêu cầu hoãn xử lần thứ 11, nhưng đều bị từ chối, và việc kết án ông Trump cũng không hẳn là một điều dễ dàng.